Rồi sao? Rồi, ok. Em mỏi đi. Chuẩn bị nha. Em mỏi đi. Mẹ Như phải ngồi, mẹ Như đừng có cười rung. Em mẹ tí chụp không được. Em mỏi đi. Mẹ Như đừng có nhúng nhích, mẹ thi canh phải chụp cho đẹp. Hả, con phải cười, cười để mẹ chụp. Trời ơi, con cà một chỗ chết rồi, mẹ ơi, chết rồi, mẹ ngồi chết ngón tay rồi. Con cà có một chỗ chỗ này là... Oh my god. Nãy giờ quá đang cà một chỗ. Yo, look at. Yeah. Bây giờ kia ánh cười cười cho đàng hoàng. Cười. Cái này quay phim được à? Đó đang quay đó. Quay hả? Không, đang chụp. Đang chụp tao quay. Thì bởi vì đang chụp. Ok, con phải cười cho đàng hoàng mẹ mới chụp được chứ. Như ngồi thẳng lên Như. Như đừng nhúc nhích để mẹ tim mới chụp được. Ngồi thẳng chưa? Cười đẹp chưa? Hurry up! Ôi, con nói vậy làm lỡ mẹ chụp. Kệ đi, mẹ đi, kệ mẹ đi làm gì thôi đi. Ủa, con phải làm từ từ. Cầm cái tay đàng hoàng, cầm cái tay để xong. Ủa, bây giờ không chụp, không cười chụp nữa hả? Em đang ngu quá à. Vậy là không chụp nữa hả? Thôi, bây giờ cười lại để mẹ chụp đi. Cười lại, chị Như cũng giả bộ cười nha, cười cho đẹp nha. Chụp đi. Ok. Mẹ tại vì mẹ Như nè, mẹ Như không có chịu ngồi cho thẳng nè. Mẹ chỉ chụp đi. Nhưng mà lỡ mẹ Như xấu còn đẹp thì sao? Phải hai mẹ con mới đẹp chứ. Rồi rồi, mẹ Như cũng phải cười cho đẹp nha. Rồi nha, chuẩn bị nha. Cười cho đẹp nha. Cười cho đẹp. Chưa, em đang chăm chú vô để ngồi cho đẹp để mẹ Ti chụp hình em. Rồi con sáng đi, vừa sáng vừa chụp, kể đi, vừa sáng vừa chụp. Cho nó đây vừa sơn vừa chụp mới đẹp hơn là nói lên. Bà khách của em vô có nhiều tay nữa. Chị gọi cái bà nãy hả? Không, bà khác. Bà cũng không bắt máy hả? Bà kia không bắt máy. Mà trong máy của bà cũng không để máy nhắn được. À. Nếu mà để được là để chá rồi. Con phải vét nước sơn lại cái nó uổng nước sơn con. Thấy cái xịt trong này. Thôi mình nó cũng đi với nó. Khách nó hỏi mình có đi với nó không? Vậy thôn này kêu mấy người bệnh đi chị? Thôn này nó nói Kèo là đi với nó mua bao tay cho Kèo là đi với y chang như chị. Vậy hả? Cô gửi ý luôn hả? Ông Michael làm sao nó làm y chang như vậy đó. Làm sao? Hồi xưa cũ có chị đâu phải mua gì bao tay cũng không mua luôn mà. Chủ này thì phải mua cái chủ mà mới vô mà lấy lại theo lý là phải mua. Còn Michael là cũng phải mua cái gì tóc tiền luôn. Làm không?